SKT T1 và Griffin, đội tuyển nào đang có lợi thế hơn? LCK mùa xuân 2019 đang dần đi đến chặng đường cuối cùng của nó khi đã xác định được những cái tên lọt vào top 4 tranh vé đi MSI 2019 là Griffin, SKT T1, King Zone và Damwon Gaming. Nhưng có lẽ hơn tất cả, người hâm mộ mong chờ trận đấu kinh điển giữa SKT và Griffin diễn ra để xem ai mới là ông vua của LCK mùa này. Điều này sẽ diễn ra nếu như SKT chiến thắng vào chủ nhật tuần này. Hôm nay hãy cùng Cà Phê Liên Minh đánh giá xem thực lực của SKT và Griffin như thế nào. Như các bạn đã biết, Griffin đang là một đội tuyển có sức mạnh vô cùng áp đảo ở thời điểm hiện tại với lối chơi nhanh và siêu hổ báo. Nhiều người nhận xét rằng Griffin đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của mình và họ giống như SKT của năm 2013. Ngược lại thì SKT T1 đang dần lấy lại được phong độ và tiếng nói của mình trong những trận đấu gần đây. Không đi theo lối đánh của Griffin mà SKT vẫn giữ đúng phong cách trước giờ của mình là đánh kiểm soát và họ đang dần trở lại với sự thăng hoa của mình. Xét về đội hình và thực lực của Griffin, không ai có thể phủ nhận được sự cống hiến cũng như sức mạnh của họ trong thời gian vừa qua. Khi mà tất cả những đội tuyển mạnh của mùa trước đang loay hoay với chiến thuật của mình thì Griffin đã khẳng định đanh thép rằng họ đang đi đúng với lối đánh nhanh và thắng nhanh. Trong khoảng thời gian đầu của LCK mùa xuân 2019, Griffin tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới khi liên tục đả bại những đối thủ mạnh với tỷ số áp đảo. Sự thăng hoa của họ dường như khiến tất cả những ai phải đối đầu phải sợ hãi. Ngay cả SKT hay KT Roster cũng chẳng thể vượt qua được cơn thịnh nộ ấy của những chàng trai trẻ Griffin. Tuy nhiên, người ta nói đường dài mới biết ngựa hay, kết quả không sai. Khi mà lối đánh hổ báo của Griffin bị bắt bài thì họ lại bị tụt lùi trong cách chơi của mình. Trong những trận nước rút thì Griffin liên tục nhận trái đắng khi bất ngờ để thua những đối thủ khác như là Genji, King Zone hay là Africa Freak. Tất cả tạo ra sự khủng hoảng trong lối đánh của họ. Không chỉ vậy, đội hình của Griffin dường như đang phụ thuộc rất nhiều vào người chơi đường trên là Sword. Nếu các bạn theo dõi toàn bộ trận đấu của Griffin thì dễ dàng nhận ra được điều này. Khi mà Sword thăng hoa thì cả đội sẽ thi đấu tốt và trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng khi đường trên của Griffin gặp trục trặc thì họ lại không có tiếng nói như trong những trận thua vừa qua. Còn về SKT, đội tuyển đang trở lại mạnh mẽ trên con đường chinh phục đỉnh cao của mình. Nếu như ở đầu mùa người ta vẫn nghi ngờ về khả năng phối hợp của đội tuyển này, thì đến bây giờ mọi chuyện lại trở nên dễ thở hơn rất nhiều. SKT không đi theo một lối chơi khác thường nào khác, họ trung thành với chiến thuật kiểm soát của mình. Và họ đang chứng minh với tất cả người hâm mộ rằng SKT T1 đang đi đúng hướng. Để ý trong những trận đấu gần đây của SKT, chúng ta có quyền hy vọng vào họ, bởi lẽ những vướng mắc trong sự phối hợp của đội hình đang được SKT khắc phục hiệu quả. Sự tỏa sáng của tất cả các thành viên SKT là Faker, Teddy, Glitch hay Khan đều mang lại chiến thắng trước những đối thủ khác. Nhiều lần người hâm mộ thấy SKT yếu đuối nhưng rồi cũng lật lại được trận đấu và nói cho tất cả thấy rằng chiến thắng cuối cùng mới là tất cả. Xét cho cùng thì cả hai đội tuyển đang có phong độ cực kỳ tốt và đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch LCK mùa xuân 2019. Dù là SKT hay Griffin thì họ cũng đã rất cố gắng và xứng đáng để được đi MSI năm nay. Chúng ta cùng chờ xem những trận đấu tiếp theo của Playoff LCK để có thể biết được đâu mới là kết quả cuối cùng. Theo các bạn thì bản đánh giá này của Cà Phê Liên Minh có thật sự chuẩn xác hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới video và đừng quên nhấn like, share và subscribe để nhận những thông tin hữu ích từ Cà Phê Liên Minh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.